Chương trình nhà đến trường do tiến sĩ Lê Nguyên Phương và người dẫn chương trình Đặng Hoàng Quân phụ trách trên đài Người Việt TV xin kính chào quý vị. Mục đích của chương trình nhằm giới thiệu, thảo luận về những vấn đề tâm lý, giáo dục trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tôi tên là Đặng Hoàng Quân, xin kính chào quý khán giả. Tôi Lê Nguyên Phương, xin kính chào quý khán giả của chương trình Người Việt TV. Trong kỳ trước chúng tôi đã trình bày với quý khán giả một số thông tin về bạo lực học đường ở Mỹ và Việt Nam, cũng như định nghĩa mở rộng của bạo lực học đường. Chúng tôi cũng đã trình bày với quý phụ huynh một số dấu hiệu để phụ huynh có thể theo dõi xem con em của mình đã bị hành hung hay bắt nạt ở trường hay không. Trong chương trình kỳ này, chúng tôi sẽ quay lại chủ đề để thử tìm hiểu những nguyên nhân và cách phòng ngừa hay ngăn chặn bạo lực học đường. Thưa tiến sĩ, là khi khảo sát hiện tượng bạo lực học đường thì chúng ta thấy nó xảy ra ở khắp mọi nơi từ thành phố cho đến nông thôn. Uhm, từ tiểu học cho đến trung học và cả nam từ nam đến nữ Vậy như vậy chúng ta có thể tìm được một nguyên nhân nào để có thể gọi là chấm dứt nạn bạo lực học đường không ạ? Chắc chắn là trong cái việc tìm ra một cái giải pháp hoặc là một cái phương cách để mà phòng ngừa, ngăn chặn hay là chấm dứt vấn đề bạo lực học đường đó chúng ta không thể chỉ đổ lỗi cho một cái nguyên nhân được. Tại vì sao? Cái cách mà quy về một cái nguyên nhân duy nhất đó là cái thói quen của việc suy nghĩ đơn giản và cũng là cái tư duy khoa học của thế kỷ 19 trước khi các lý thuyết về hệ thống và sinh thái ra đời. Con người và môi trường đó thật ra là một cái hệ thống nhất, là một cái hệ thống nằm trong một cái hệ thống. Thì nếu thân thể con người là một hệ thống sinh, điện và hóa thì xã hội là một cái hệ thống thông tin và tâm lý. Tôi nói thông tin chẳng hạn như chúng ta đang trao đổi thông tin với quý khán giả đây chúng tôi khi chúng ta quen một người bạn nói một câu được người bạn đó trao đổi thông tin và người bạn đó tán thưởng chúng ta tức là chúng ta đã tìm một cái sự hỗ trợ về tâm lý đó là cái quan hệ xã hội với sự hiểu biết mới về tương quan hệ thống đó thì các nhà nghiên cứu về bạo lực học đường họ dùng cái khái niệm gọi là những cái yếu tố bảo vệ và những yếu tố nguy cơ thật sự cái chữ yếu tố bảo vệ là protective factors đó. khi dịch là tiếng Việt nghe nó make sense nghe nó nó hay nhưng mà chữ nguy cơ là chúng tôi nói à, vấn đề có những nguy cơ này là đủ rồi không còn cái yếu tố nguy cơ nữa đó không có ai dùng chữ gọi là yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ nhưng mà tại vì cái risk factors là những nguy cơ và protective factors là những cái yếu tố mang tính chất bảo vệ thì các nhà nghiên cứu dùng những cái khái niệm này để khảo sát những cái hệ thống nào có góp phần vào việc phát sinh bạo lực học đường. Những khi những cái nguy cơ á, thì thường được chia ra thành bốn nhóm, tức là bốn hệ thống mà giao thoa lẫn nhau. Thứ nhất là cái nguy cơ nội tại của những cá nhân. Những cá nhân mà thường dùng bạo lực để trấn ám người khác đó thì nó gồm có là những cái trẻ mang khuyết tật về trí năng, học tập, cảm xúc và hành vi, hoặc là những cái trẻ từng là nạn nhân của những bạo hành trong gia đình hoặc là những cái trẻ bị bạo hành ở nhà trường hoặc là trong cái khu phố hay là thôn xóm của mình những trẻ lạm dụng ma túy hay là rượu chè những cái đứa trẻ thiếu tự tin thường xuyên sống trong căng thẳng có thể là vì áp lực phải đóng vai học trò học giỏi tròn ngoan một cách quá mức từ những cái áp lực của cha mẹ hay là giáo viên Uh, vâng thưa tiến sĩ Tiến sĩ vừa nói đến Những cái đứa trẻ thường xuyên sống trong căng thẳng Vì áp lực phải đóng vai Là học trò giỏi toà, toà, Toàn năng Tức là hết tất cả mọi những cái môn mà phải học Một cách quá mức đó Thì um, như vậy gia đình thật sự Đó là gia đình phải là một một cái yếu tố quan trọng trong việc hình thành những cái yếu tố nguy cơ đó, ví dụ như là à, ba mẹ hay anh chị em à, ép các em hoặc là để phải thúc các em để mà có những điểm tốt chẳng hạn, thì có phải như vậy không thưa sĩ? Vâng, chắc chắn rồi. Và đó là cái nhóm nguy cơ thứ hai thuộc về gia đình. Ta có thể nói là trong các gia đình mà vai trò trách nhiệm hoặc là cái sinh hoạt của những thành viên trong gia đình bị rối loạn hay là sơ cứng, thì cái khả năng tạo điều kiện hình thành những đứa trẻ có hành vi bạo lực rất là cao. À, chẳng hạn như cha mẹ quá khắc nghiệt, hay là quá buông thả, hay là không thống nhất nhất quán trong cái việc kỷ luật con cái trong gia đình. À, vâng, à, tôi muốn hỏi nhanh một câu ạ. Thế thì giữa đó là giữa hai cha mẹ, nhưng mà ví dụ như ở ở, ở tại Mỹ thì không có cái nhiều cái này, nhưng ở Việt Nam chẳng hạn thì à, rất nhiều gia đình là sống nhiều thế hệ cùng với nhau, tức là ông bà và cha mẹ ở cùng và con cái là ba thế hệ ở trong một căn nhà thì ví dụ như là ba mẹ có thống nhất với nhau nhưng mà ông bà lại can thiệp vào vào cái cách uh, kỷ luật, dạy, luật của ba dục. mẹ như ừ. vậy thì có được tính không ạ? Dĩ nhiên, đó tất cả những cái thành viên mà gọi là có cái quyền lực ở một cái mức độ nào trong việc giáo dục và kỷ luật của đứa trẻ thì thường những cái đứa trẻ đó, nó rất là tinh khôn chúng ta cứ nghĩ là con nít nhưng mà nó sẽ lợi dụng cái sự không nhất quán giữa những cái thành viên, thí dụ như ông bà cha mẹ để mà nó trốn tránh cái trách nhiệm hoặc là trốn tránh những cái hình, uh, những cái kỷ luật. Nếu mà cha mẹ mà xem con cái như là thần dân nô lệ đó, <laughs> hoặc đối xử quá độc tài và áp bức với chúng đó, thì thì chắc chắn con cái nó sẽ có những cái resentment những cái uất hận khó chịu đau đớn. Nó nó cả một cái chuỗi dài uh, những cái cảm xúc khác nhau. Hoặc là khi cha mẹ lơ là lạnh nhạt, không biết cách giám sát hành vi con cái đúng mực, hoặc là cha mẹ nghiêng ngập rượu chè và ma túy. Ở Hoa Kỳ thì người ta cũng thấy là con cái của những gia đình có thu nhập thấp hoặc là cha mẹ ít học thì cũng thường có khả năng bạo động hơn nhưng mà tôi xin chú ý cái điểm này là quý vị chú ý điểm này là cái nguy cơ này không nhất thiết là trầm trọng trong các nền văn hóa khác khi nó có sự hiện diện của các yếu tố bảo vệ tôi nói là protective factors như là truyền thống nề nếp nhường nhịn hài hòa với nhau hay là cái sự hỗ trợ trong việc giáo dục và kỷ luật con cái từ ông bà hoặc là cô gì đã. vâng à, giờ tôi cũng sau khi mà nghe tiến sĩ nói như vậy thì tôi đoán là hai cái um, hệ thống còn lại là là nhà trường và bạn bè nó không ạ? đúng rồi những nguy cơ từ nhà trường đó thì gồm có những cái như sau thứ nhất ấy, là nhà trường không có nhà, nhân viên giám sát sân chơi trong giờ ra chơi và tại cổng trường khi tan học và vào học việc uh, giám sát này còn phải bao gồm phòng ăn trưa À, trong hành lang phòng thay quần áo tập thể à, để tập thể dục và ngay cả phòng vệ sinh nữa về giáo viên đó thì bạo lực trong học đường sẽ xảy ra và được dung dưỡng khi mà giáo viên hay học sinh của nhà trường dẫn dưng hay có thái độ chấp nhận những hành vi bắt nạt và thậm chí có hành vi sử dụng bạo lực đối với nhau và đối với học sinh. Về ban giám hiệu thì khi họ áp dụng các hình thức kỷ luật không đồng đều, quá khắc nghiệt không có chứng cứ lạm quyền và quan trọng nhất đó là thiếu một cái tinh thần nhân văn của một cái định chế giáo dục và văn hóa nếu nhà trường có giáo viên và ban giám hiệu thì trong gia đình có ông bà và cha mẹ đứa trẻ sẽ nhìn lên những người có quyền lực đó và thường bất chính thì hạ tắc loạn đó là chị tôi chỉ nói về cái khía cạnh là trong hệ thống nhà trường và gia đình mà thôi chứ còn những cái yếu tố của cá nhân đứa trẻ và cái môi trường bạn bè xung quanh mình mình sẽ nói tới về bạn bè đó trong nhóm bạn bè thì có những cái nguy cơ là nhiều bạn bè là thành phần tội phạm băng đảng hay là học kém bạn bè không thích đi học trốn học không thấy ý nghĩa trong cái chuyện học hoặc ngược lại là cái em đó bị bạn bè tẩy chay không chơi cùng thì đó cũng là những cái nguy cơ từ phía bạn bè tác động tới cái đứa trẻ. Vâng. Uh, theo tôi uh, tôi thấy là tiếng Anh có hai câu, ví dụ như là uh, birds of a feather uh -huh. chắc là cũng mang hàm nghĩa như thế đúng không ạ? Uh, hay là Việt Nam thì ngưu tầm ngưu mã tầm mã dạ, thôi. Đúng rồi. <laughs> Hoặc là tiếng Anh thì có một câu nữa nó gọi là misery loves company. Thế nên là khi mà mình ở gần những cái người bạn mà luôn luôn là uh, nghĩ một cách tiêu cực thì rồi mình cũng sẽ nghĩ một cách tiêu cực theo họ. Ừ. Tuy nhiên tôi khi nãy tôi nói một cái câu mà tôi phải xin rút lại một chút là cái chữ ngu tầm tầm ngu mã tầm mã. Câu đó nó hàm ý miệt thị trong cái xã hội Việt Nam và xã hội Á Châu cái vấn đề đẳng cấp nó quá quá khắc nghiệt. Mặc dù không đến nỗi như là cái chế độ caste ở Ấn Độ chẳng hạn, nhưng mà cái chuyện ngu tầm ngu mã tầm mã khi mình nói như vậy thì chúng ta ở vị trí nào trong xã hội đạo đức trình độ học tập của chúng ta tới mức như thế nào để có dễ thể dám nói người khác là ngu tầm ngu là ngu và mã và con em của chúng ta chơi với ai mà chúng ta có thể gọi là ngu và mã dạ. nó nói như vậy là thiếu tính chất nhân văn vâng. như cái tôi nói khi nãy đó dạ. thì trẻ em là rất vô tư thế nên ừ. là mình cũng không nên tập trung vào cái ngu và mã quá nhiều. <laughs> dạ. OK. À, vâng thưa th khi đã nói đến vấn đề bạo lực học đường đó thì ngay tại Mỹ này à, những người ở Mỹ chắc chắn sẽ nhớ đến vụ thảm sát ở trường trung học Columbine tại thành phố Columbine bang Colorado. Vậy uh, tiến sĩ có thể nói qua về cái cái trường hợp này cho những người mà chắc là chưa biết không ạ? Vâng, cái vụ này nổi tiếng trong nhà trường và cả xã hội Mỹ vì quy mô của nó. Vào ngày 20 tháng 4 năm 1999 đó thì hai học sinh trung học Columbine là Eric Harris và Dylan Klebold đã đặt bom và đem súng vào trường, sát hại 12 học sinh và một giáo viên. Đồng thời làm bị thương thêm 21 người khác nữa. Sau đó hai em học sinh này đã quay súng lại à, và tự sát. Thì um, nếu chúng ta nếu chúng ta dùng các khái niệm nguy cơ ở trên để phân tích vụ thảm sát Columbine thì chúng ta sẽ thấy những gì? Uh, những nguy cơ nào đã tiềm tàng để dẫn Tức là mỗi khi đã có câu chuyện xảy ra thì sẽ phải có những cái sự việc ở trước đó để mà dẫn đến cái hậu quả và kết quả đó. Thì um, theo tiến sĩ là những cái nguy cơ nào đã dẫn đến chuyện đó ạ? Okay. Vâng. Sau cái vụ thảm sát Columbine đó thì nhiều giới trong đó có cả giới khoa học xã hội đã rộ lên những cái nghiên cứu về tìm hiểu vụ vụ này. Người ta thấy rằng hai em học sinh này tức là Harris và Klebold trước vụ thảm sát đã bị chế diễu, bắt nạt bởi các nhóm học sinh khác. Đồng ý là phải nói là các em cũng có bạn, cả ngoài đời lẫn bạn ở trên mạng, trên Internet đó, nhưng mà vẫn bị bắt nạt và chế diễu bởi các nhóm học sinh khác. Vì các em chọn cách ăn mặc và cách cư xử khác biệt, không theo đám đông. Các em còn bị gọi tên và chế diễu là đồng tính. Yếu tố thứ hai là nhà trường và giáo viên tại trường trung học này đó, trước đó cũng đã dung túng cái chuyện bắt nạt trấn áp giữa các học sinh với nhau dẫn đến những cái tâm lý uất hận và bất mãn của các hai em này yếu tố thứ ba là cả hai em này đều có những cái dấu hiệu rối loạn tâm thần như là bị trầm cảm khi kiểm tra thi thể của các em sau vụ tự sát thì người ta thấy có chất fluvosamine tức là một cái loại thuốc để trị trầm cảm căng thẳng hậu chấn thương tâm lý bị ám ảnh hay là lo âu kết luận của FBI sau đó và một cái nhóm bác sĩ tâm thần đó thì còn cho là em Eric Harris có dấu hiệu của một psychopath tức là một cái chứng rối loạn hành vi giao tiếp xã hội yếu tố cuối cùng là các em thường chơi những cái video game bạo lực bắn giết như là Wolfenstein và Doom thì cũng như nghe nhạc có các ca từ mang tính bạo lực tôi khi nói tới chữ Doom tôi hơi mỉm cười là tại vì cái, cái cái video game đó tôi cũng đã từng chơi. Và đó là một cái loạt video game một trong những cái loạt video game nó gọi là run and gun. Tức là chạy, thấy đối thủ <laughs> đưa súng lên bắn, rồi cứ vậy chạy bắn chạy bắn. Dạ. Và cái đồ run and gun. Chuyện đã xảy ra gần 16 năm, xem chừng những vụ bắn giết hay đánh nhau trong trường học vẫn tiếp tục ở nhiều nơi trên thế giới. Tìm hiểu chuyện ngày xưa để ngăn ngừa chuyện hiện tại trong tinh thần ôn cố tri tân cũng là chuyện cần làm biết rõ những nguy cơ có thể tạo điều kiện cho bạo lực học đường phát sinh như thế thì chúng ta phải cần phải làm như thế nào ạ? Vâng, ở đây thì chúng ta chỉ giới hạn trong những cái biện pháp phòng ngừa và mỗi em học sinh đó mà mỗi em học sinh và cha mẹ có thể làm được. Và chúng ta sẽ không nói tới những điều mà nhà trường hay chính quyền có thể làm vì có thể họ không phải là khán giả của chương trình của chúng ta. À, như chúng ta đã tìm hiểu ở trên đó thì có nhiều nguy cơ xuất phát từ chính các em ngoài việc chúng ta cần giúp các em học tập tốt hơn đó, được chẩn đoán và điều trị sớm những cái rối loạn tâm thần các em còn cần được dạy những cái kỹ năng giao tiếp xã hội và giải quyết vấn đề chẳng hạn khi các em có khả năng trình bày những suy nghĩ của mình một cách rõ ràng hơn và biết giải quyết những cái mối rắc rối trong quan hệ với bạn bè tốt hơn đó thì liên hệ giữa các em và bạn bè có thể trở nên thân thiện hiểu biết hơn. Mà chính các em cũng thấy vui vẻ hài lòng khi có lòng tự tin vào năng lực của chính mình. Thậm chí các em học sinh cũng biết cách thuyết phục và giải quyết những xung đột giữa các bạn khác để ngăn ngừa bạo động xảy ra. Về phụ huynh thì họ cần được cố vấn về cái phương pháp dạy dỗ kỷ luật và quản lý thời khóa biểu của trẻ em. Dạy con bằng độc tài và bạo lực kể cả bạo lực bằng những cái lời nói như là nhiếc móc, nhục mạ, không chỉ góp phần tạo ra những cái đứa trẻ kém tự tin, ít tự trọng, mà còn tạo ra những em học sinh thích bắt nạt, hay ngược lại là nạn nhân của những cái vụ bắt nạt. Ngược lại, nếu mà cha mẹ nịnh con, nuông chiều hai bên vực con quá đáng thì cũng không có những cái kết quả tốt. Trong gia đình cũng cần có một hệ thống thưởng phạt phân minh bình đẳng và nhất quán cái chữ nhất quán tôi đã lập lại rất là nhiều lần nhất quán tức là về thời gian lần này làm như vậy lần sau cũng phải làm như vậy và nhất quán giữa những thành viên khác nhau trong gia đình có thể xã hội có thể cái xã hội của chúng ta ngoài kia chưa đạt được những cái điều đó tức là không có một hệ thống thưởng phạt phân minh bình đẳng và nhất quán nhưng mà điều đó không có nghĩa là con của chúng ta không được hưởng một hệ thống như vậy trong gia đình con em của chúng ta cũng cần một cái lịch làm việc, học tập, giúp việc nhà, ăn uống, ngủ nghỉ, chơi đùa rõ ràng và hợp lý trong ngày. Chúng ta có thể lấy mình là một cái thước đo trong cái khi mà thiết lập cái thời khóa biểu cho các em. Nếu lập nên một cái lịch làm việc mà chính chúng ta cũng không theo nổi, thì tại sao chúng ta lại nghĩ rằng con em của chúng ta, những cái đứa trẻ phải theo nổi phải không ạ? Nói tóm lại, thì nếu chúng ta làm con chúng ta trở nên bạc nhược, yếu đuối, tùng phục chúng ta một cách vô điều kiện. Thì đó là cái con đường dẫn con em chúng ta trở thành nạn nhân của bạo lực. Và ngược lại, nếu chúng ta sử dụng bạo lực đối với chúng hay là dung túng cái sự ích kỷ, cường quyền. Và xem bạo lực, chúng ta xem bạo lực là cách giải quyết vấn đề nhanh gọn nhất, khôn ngoan nhất. Thì chúng ta sẽ tạo ra những cái đứa trẻ sẵn sàng dùng bạo lực. Trong nhà trường Và sau này nó sử dụng bạo lực trong xã hội Chương trình của chúng ta đến đây đã hết giờ Vậy xin tiến sĩ cho một vài ý kết Cho đề tài chúng ta đã thảo luận Trong hai kỳ vừa qua Tôi có một cái mẹ méo mó nghề nghiệp Là dùng tâm lý để hiểu những cái lĩnh vực khác Thì chẳng hạn kể cả tôn giáo Thì trong thánh kinh tôi thấy có câu như thế này là kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm kẻ nào dùng nghĩa là kẻ nào dùng bạo lực thì sẽ chết vì bạo lực thì theo tôi nghĩ đó câu đó không chỉ để mô tả một cái hiện tượng nhân quả đơn giản giữa người và người tức là tôi giết anh thì anh sẽ giết lại mà, mà nó còn là một cái hiện tượng nhân quả trong tâm lý của mỗi cá thể và cái giáo dục giữa cha mẹ và con cái trong gia đình chẳng hạn như đó bạn có một ác tâm thì cũng như bạn đang mang một con dao ở trong lòng của mình. Con dao đó sẽ làm bạn tổn thương trước khi bạn dùng nó để trấn áp người khác. Và khi bạn gieo con dao đó trong lòng con của bạn thì tôi tự hỏi phải chăng bạn muốn con của bạn sẽ bị đứt tay trong tương lai. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Từ Nhà Đến Trường kỳ này với chủ đề Bạo lực học đường. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị gửi thư về địa chỉ từ nhà đến trường tv at gmail.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Nhật báo người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tin viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo người Việt và người Việt online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp, số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vật phong phú nhất. Người Việt nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714 892 9414 892 9414